Hello, xin chào tất cả các anh chị, cô chú, bác trên kênh YouTube của Lộc Nguyễn đẹp trai. À, hôm nay Lộc Nguyễn muốn nói về một đề tài đó là anh Mít Đàm Vĩnh Hân. À, thì à, à, về vấn đề anh Đàm Vĩnh Hân với bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng à, và bà Nguyễn Phương Hằng đã có lời tố cáo anh Đàm Vĩnh Hân đã ăn trận tiền từ thiện. Với số tiền là 96 tỷ à, và sau đó à, một ngày sau buổi live stream của bà Nguyễn Phương Hằng thì anh Đàm Vĩnh Hưng có à, đăng một cái video clip dài 8 phút phản bác bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng à, số tiền bà Nguyễn Phương Hằng nói anh ta ăn chận 96 tỷ là không có và yêu cầu bà nguyễn phương hằng phải tung lên những cái, cái giấy tờ chứng minh anh ta là gian lận với khối lượng là gần một à, ký sáu uh, giấy tờ và anh ta đều nói rằng à, bà nguyễn phương hằng chục mũ để à, vu khống anh ta ăn chặn tiền từ thiện à, số tiền đó là không có và anh ta cá cược với bà Nguyễn Phương Hằng và nói rằng nếu uh, anh ta sẽ đích thân kê khai sao kê số tài khoản của anh ta uh, với những cơ quan chức năng kiểm tra giống như là công an uh, đi tới ngân hàng và nếu thực sự số tiền không đúng 96 tỷ thì bà Nguyễn Phương Hằng phải uh, đền cho anh ta anh ta có quyền lấy một À, trong những à, cục hột xoàn bự nhất của bà ta mà không cần lấy 50 tỷ số tiền của bà Nguyễn Phương Hằng thưởng cho anh ta và sau đó bà Nguyễn Phương Hằng đã có lời phản bác rằng anh bắt buộc anh ta phải kê khai Sao kê những số tiền từ thiện từ năm 2017 tới bây giờ và vấn đề thứ hai là anh ta phải à, nói ra rõ vấn đề về vấn đề anh ta là có móc ngoặt với ca sĩ Phương Nguyên và đạo diễn Hoa Hạ về vấn đề à, Lấy tiền của những thí sinh đã hối lộ cho anh ta để được đậu vào cái giải The Voice à, Và bà Nguyễn Vương Hằng nói đã có trong tay những chứng cớ anh ta đã lấy tiền của những thí sinh thắng giải à, Và do đó... À, bà Nguyễn Phương Hằng chỉ yêu cầu hai vấn đề này thôi nếu thật sự anh ta làm đúng hai điều kiện của bà Nguyễn Phương Hằng thì bà Nguyễn Hằng sẵn sàng cho anh ta một cục kim cương bất cứ cục kim cương nào mà anh ta muốn trong bộ siêu tập siêu tập kim cương của bà những hộp to bằng hộp mít 45 cara trở lên thì qua sự việc này thì à, mình thấy anh Đàm Vĩnh hưng này là không đúng không đúng ở một điều thứ nhất nếu mình thực sự là một người bị vu oan thì mình sẽ uh, lên trên uh, video clip và trên những uh, youtube hay là những cái live stream thì mình sẽ nói bà Nguyễn Phương Hằng rằng uh, uh, mình sẽ sao kê ra cái vấn đề uh, từ thiện của mình và thực sự khi sao kê ra rồi nếu không phải là số tiền 96 uh, tỷ thì... Uh, tôi sẽ thưa bà ra trước à, chính quyền về vấn đề vu khống à, tôi xúc phạm tới danh dự của tôi làm cho mọi người hiểu lầm tôi đó là vấn đề làm việc rất đúng đắn nhưng anh ta lại đưa ra vấn đề cá độ ở đây thật sự là không có hay ho chút nào khi đưa vấn đề cá độ lên cộng đồng mạng vì anh ta nói là nếu anh ta thắng sẽ anh ta sẽ lấy một cục kim cương lớn nhất của bà Hằng. Trong khi đó bà Hằng đã nói rằng nếu anh ta thực sự sau khi sao kê rồi à, minh bạch trong sáng rồi không có vấn đề gì hết thì bà Nguyễn Phương Hằng sẽ tặng cho anh ta 50 tỷ. Thì cái vấn đề bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra à, chụp mũ à, hay là có thể nói rằng nói à, vu khống chụp mũ anh, anh đờm này thì á à, thì bà Nguyễn Hoàng cũng đã nói rằng nếu thực sự đúng là không có vấn đề gì xảy ra thì bà sẽ cho 50 tỷ. Nhưng mà anh ta lại cá cược cho vấn đề này thì nó không hay lắm trên cộng đồng mạng. Về một người trên cộng đồng mạng có quyền thách thức người đó và cho người đó một số tiền đó là cái quyền của người ta. Nhưng không được đối phương phải thách thức lại trong vấn đề à, lấy tiền lại của người đó hay là đòi một vật gì của người đó là không đúng và sau đó thì anh ta đã nói một ngày hai ngày sau thì anh ta cũng đã nói trên cộng đồng mạng và trong cái facebook của anh ta rằng anh ta không muốn kéo dài thời gian đôi co nhiều chuyện nói qua nói lại bà Nguyễn Phương Hằng chi cho mất lời như thế như lời của anh ta nói bà à, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng là à, lật lọng lật kèo à, đánh trái khái niệm À, anh ta chỉ nói trong cái phạm vi 96 tỷ mà thôi nhưng bà Nguyễn Phương Hằng đã lôi kéo nhiều người à, dính vô những cái vụ này à, giống như là Hoài Linh Hồng Vân Trịnh Kim Chi à, Công Vinh Thủy Tiên, trang Hà và những người này thì bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố là sẽ đem lên trên thớt hết và sẽ à, nói à, công khai vạch mặt những người mà bà đã nêu tên ra và sau đó thì một hai ngày sau thì vợ chồng công binh thủy tiên cũng đã làm một cái video clip dài cũng 5 phút và khúc đầu thì thủy tiên đã ngỏ lời cảm ơn tất cả những người đã yêu thương ủng hộ cho cô ta đã gom góp tiền cho cô ta để đi làm từ thiện ở miền trung thì nói được vài bao phút thì thủy tiên đã khóc khóc lóc À, và sau đó chồng của thủy tiên là công vinh đã lên nói với một thái độ cũng rất là lịch sự đàng hoàng nói rằng ok sẵn sàng sao kê hết à, để khi mà sao kê thì sẽ kêu chị hằng cùng đi theo luôn và đó là một sự minh bạch nói chuyện rất là hay của công vinh mà à, lộc nguyễn đẹp trai này rất phục rất thích phải như vậy thì mới là một người đàng hoàng trong sạch chấp nhận hết và có một lý do trong cái vấn đề sau kê của Thủy Tiên rằng Thủy Tiên đã nói rằng sở dĩ lúc trước chỉ chứng minh bằng một cái tờ giấy A4 là số người số tiền đã nhận vô bao nhiêu chi ra bao nhiêu và còn bao nhiêu hay là như thế nào đó vì vấn đề sau kê rất là mất thì giờ mất là thời gian cho ngân hàng có thể là mấy ký giấy tờ lần nhưng mà bây giờ Thủy Tiên bà Công Vinh nói là không sao cho dù thế nào nữa cũng phải sao kê ra minh bạch đàng hoàng. Đó là việc làm rất là đúng đắn, rất là có lòng tự trọng. À, Lộc Nguyễn rất là thấy uh, thương và mến uh, vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên này. Còn lại những người khác là những người mà uh, im tiếng như là uh, Hồ Ngọc Hà, mẹ Hồ Ngọc Hà, uh, uh, Trấn Thành thì cũng đều im tiếng không nói gì nhưng có một con rất là bố láo bố liếu đó là con bún đậu bấm tôm chan khang đã nói trên cộng đồng mạng ngày hôm qua rằng à, chửi bà Nguyễn Phương Hằng là con cuồng cuộn à, đã giúp ích được gì cho xã hội chưa mà nói này nói nọ à, và có một cái câu rất là bố láo và rất là mất dạy và rất là vô trách nhiệm và mà, mà cô ta nói rằng À, nếu ca sĩ làm từ thiện mà có ăn chận thì mắc mớ gì tới bà không phải là chuyện của bà chân nào bà bỏ một đồng nào vô trong quỹ từ thiện của à, những người mà bà nêu tên ra thì bà mới có quyền nói còn người ta có ăn chận thì cái đó là cái chuyện của người ta mắc mớ gì bà đây là một câu nói hết sức là bất dạy và hết sức là à, thiếu trách nhiệm hết sức là à, vô văn hóa không có một trách nhiệm nào hết thách thức dư luận thách thức cộng đồng của con bún đậu mắm tôm trang hàng và câu cuối cùng cô ta chốt lại rằng à, à, cô ta khẳng định rằng ờ à, tôi bây giờ ăn chận tiền từ thiện thì sao năm ngàn tỷ đó ai làm gì tôi thử làm gì coi đây là một sự thách thức rất là nghiêm trọng và cũng không cần nói nữa sự đời người ta nói gà đẻ gà cục tác có tật thì giật mình À, nếu mình không có tật thì mình không giật mình Rõ ràng cô Trang Khang này đã tự thú nhận Không phải cô ta nói là 5.000 tỷ Và có cái số tiền đó là số tiền ảo thôi Nhưng mà cô ta cũng đã thừa nhận rằng Mình có ăn chặn Nhưng số tiền không biết là bao nhiêu Thì cái vấn đề đó là sẽ từ từ hạ hồi phân giải Mà Lộc Nguyễn cũng khẳng định rằng Tất cả những nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam Giống như là Trấn Thành À, trương giang hoài linh à, phi nhung à, hồ ngọc hà mẹ của hồ ngọc hà trang khang trịnh kim chi hồng vân tất cả những à, nghệ sĩ ca sĩ ở việt nam nổi tiếng lộc dám đưa đầu nè để mà những người đó để đội đầu đèn đầu dám lộc nguyễn dám bảo đảm tất cả những người nghệ sĩ đó đều làm từ thiện ăn chặn hết toàn bộ Không ăn trận thì cũng ăn hết Giống như là Hoài Linh Ém luôn số tiền 14 tỷ Sau 6 tháng Không ủng hộ đồng bào lũ lục miền Trung Tiền đó là của Mạnh Thường Quân Đưa cho Hoài Linh ủng hộ cho lũ lục miền Trung Cho đồng bào miền Trung Chứ không phải là đưa tiền cho anh Để anh ém trong tài khoản ngân hàng của anh Anh không nói gì hết sau khi bà Nguyễn Văn Hằng khui ra thì anh mới lật đật lật đật anh mới đi giải ngân hai ba ngày cho các tỉnh miền trung hết và anh đưa ra những cái lý do không có đi uh, uh, giải ngân được thì cộng đồng mạng cũng đều biết rồi đây là một điển hình của một nghệ sĩ nổi tiếng hoài linh cố tình ăn hết tiền từ thiện phải nói rõ là ăn hết nha chứ không ăn chận ăn chận có nghĩa là ăn bớt còn hoài linh trong cái vụ 14 tỷ này là cố tình ăn hết ém nhẹm lại sau 6 tháng để coi động tỉnh ra sao để ăn luôn nếu không có bà Nguyễn Phương Hằng khui ra thì số tiền này chắc chắn là anh ta lấy tiêu xài cho cá nhân của anh ta rồi đó là Lộc nói là là như vậy thì uh, rõ ràng là anh Đàm Vĩnh Hưng này chắc chắn là có ăn trận rồi một ca sĩ nổi tiếng được mệnh danh là ông hoàng của nhạc Việt đứng ra kêu gọi từ thiện mà chỉ quyên góp được có 1 tỷ 8 thì rất là vô lý trong khi đó ca sĩ Thủy Tiên cũng không nổi tiếng bằng anh Đàm Vĩnh Hưng nhưng mà chỉ cần lên tiếng một cái thôi. Số tiền 158 tỷ liền. Và anh Hoài Linh thì theo như bà Nguyễn Phương Hằng có tố nói rằng số tiền từ thiện là 256 tỷ chứ không phải là 17 tỷ. Thì mình thấy cũng đúng thôi. Ở Việt Nam càng nổi tiếng đứng lên kêu gọi thì số tiền ủng hộ càng nhiều. Không lý do nào ông Hoàng Nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng mà 1 tỷ 8 rất là vô lý. Còn số tiền 96 tỷ có đúng hay không? Theo như lời tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng thì để sau này bà Nguyễn Phương Hằng sẽ trả lời vẫn những vấn đề sao kê của bà Nguyễn Phương Hằng đối với anh Đàm Vĩnh Hưng như thế nào? À, nhưng mình nghĩ là số tiền cũng rất là lớn chứ không có nhỏ đâu với một mức độ ảnh hưởng về à, những cái fan và những người yêu thương của à Mr. Đàm thì số tiền ủng hộ quỹ từ thiện của anh ta cũng rất là cao chứ không có thấp đâu. Và qua sự việc này thì mình thấy anh Đàm vĩnh Hưng này là một con người cũng rất là lương lẹo, cũng một con người cũng rất là ma manh à, ma lãnh sẵn sàng à, ăn chả, sẵn sàng đối đáp, sẵn sàng ăn miếng trả miếng, lúc còn à, có thể là lợi dụng được tất cả mọi người hay là lúc còn mà À, với bà Nguyễn Phương Hằng là còn chỉ chị em em thì kêu là chị tuy là bằng tuổi nhưng mà vẫn kêu chị nhưng mà sau kia à, thấy không còn mà, mà 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 thích nhau nữa thì à, lên mạng nói rằng bằng tuổi thôi thôi bây giờ kêu bằng cô thì cũng được cô thì cũng ok không sao bằng tuổi thì kêu bằng cô thì qua sự việc này à, Lộc Nguyễn xin khẳng định tên Đàm Vĩnh Hưng này là một cái tên rất là bố láo bố đời ăn miếng trả miếng à, rất là coi thường khán giả coi khán giả không ra gì hết à, và sẵn sàng à, à, chửi rủa những người nào mà nói về mình đối với bà nguyễn phương hằng nói anh ta là vấn đề từ thiện thì mình nghĩ là đã chọt trúng cái tim đen của anh ta rồi cho nên anh ta mới dãy dụa và lên tiếng như vậy và anh ta nói rằng sẽ thưa bà nguyễn phương hằng ra tòa án về vấn đề xúc phạm à, phu khống anh ta ăn chặn tiền từ thiện 96 tỷ nhưng cái vấn đề anh ta có thương hay không là một chuyện khác mình nghĩ sẽ không có xảy ra đâu vì còn dính líu rất nhiều tới những nghệ sĩ khác dính chùm 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 và qua sự kiện này thì lộc sinh vạch mặt tên đàm Vĩnh Hưng này là một tên tức là bố láo bố đời ăn chặn tiền từ thiện chắc luôn à và một lần nữa Lộc Nguyễn xin cảm ơn cộng đồng mạng trong và ngoài nước rất nhiều và đặc biệt cảm ơn tất cả những người đã yêu thương ủng hộ kênh của Lộc Nguyễn Đẹp Trai và xin những người nào sau khi coi video clip này chưa đăng ký cho kênh của Lộc thì hãy đăng ký à, kênh của Lộc Nguyễn Đẹp Trai. Cảm ơn à, tất cả cộng đồng mạng rất nhiều. I love you so much. À, nhớ đăng ký cho Lộc một cái đăng ký để Lộc lấy là một động lực Thank you so much.